Liên quan đến tình xã hội, người bị giam oan chết trong tù nhưng bồi thường thấp. Bản tin chi tiết như sau, ông Trần Trương Thảm sinh năm 42 và mất năm 80 trong trại tạm giam. Vào ngày 5 tháng 4 năm nay, được tòa án tỉnh Vĩnh Phúc tuyên mức bồi thường hơn 1.6 tỷ đồng do bị oan sai, trong khi thân nhân yêu cầu 25 tỷ đồng tiền bồi thường. Gia đình của ông Thám không động tình và nói sẽ kháng án lên tòa cấp cao. Mang báo người lao động vào ngày 6 tháng 4 dẫn thông tin về phiên xử yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam 3 người với cáo buộc tội giết người hồi tháng 1 năm 80 ở xã ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tình yêu lại hồ sơ vụ án với tình tiết vào ngày 28 tháng 1 năm 80 xảy ra vụ tử vong và hiện trường trao cổ trên đội sáng của ông Chu Quảng, bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng xã Đồng Thịnh, huyện Sông Đô, tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó, bốn người bị công an tỉnh bắt giam và khởi tố là ông Trần Trung Thám, ông Trần Ngọc Chinh, ông Khổng Văn Đệ và ông Nguyễn Linh Ký đều trú tại xã Đồng Thịnh để phục vụ điều tra. Kết luận điều tra của công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định ông Nguyễn Đình Ký là thủ phạm và ông này bị án chung thân vào ngày 15 tháng 6 năm 83. Hai ông Trần Ngọc Chinh và Khổng Văn Đệ được đình chỉ điều tra và được trả tự do vào ngày 10 tháng 10 năm 82. Ông Trần Trung Thám vào ngày 18 tháng 10 năm 82 cũng được kết luận tội trong vụ án này. Thế nhưng, ông Thảm đã chết trong thời gian bị tạm giam. Cơ quan chức năng cho gia đình biết là ông này qua đời sau gần 3 tháng bị bắt giam do bị kiết liệt. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan tiến hành cải chính và xin lỗi công khai ba ông Trinh, Đệ và Thám, người đã qua đời. Gia đình ông Trinh làm đơn yêu cầu các cơ quan gây nên oan sai bồi thường 12.87 tỷ đồng. Ông Thám đòi bồi thường 25 tỷ đồng và ông Đệ đòi yêu cầu bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2020, qua nhiều lần thương lượng, gia đình ông đã, đã chấp nhận khoản tiền bồi thường on sai hơn 1.1 tỷ đồng. Ông Thám, ông Trinh không chấp nhận thương lượng, đã làm đơn khởi kiện. Cơ sở đồi bồi thường 25 tỷ đồng là của bà Trần Địa Thắm 79 tuổi. Vợ ông Thám và gia đình là do những tổn thất kinh tế, tinh thần gia đình phải gánh chịu. Sau khi ông Thám bị bắt oan, mất trong trại tạm giam và gần 40 năm, mang tiếng giết người.